Đây là con rắn mèo xiêm, hay còn gọi là rắn màu xám. Nó có cơ thể thon dài, chiều dài con rắn này phải hơn 2 mét. Hầu hết các loài rắn mèo thường có thân hình khá mảnh mai, trông mỏng manh, và rắn mèo xám này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi bị đe dọa, chúng có thể trở nên hung dữ, cuộn cổ, há miệng và tấn công liên tục. Chúng có màu nâu xám, với các thanh ngang màu nâu sẫm nổi bật, điểm thêm nhiều đốm trắng rất đặc trưng. Rắn mèo xám là loài rắn có nọc độc, chúng có răng nanh phía sau, với nọc độc nhẹ. Vết cắn của nó có thể gây đau và sưng, nhưng không nguy hiểm.